Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án đầu tư cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước. Năm 2019, công trình hồ chứa nước Bù Tam khởi công xây dựng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Mục tiêu nâng cao mạch nước ngầm, tạo nguồn nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Thế nhưng, từ khi công trình hoàn thành đóng đập tích nước, thay vì phấn khởi, một số hộ dân sống xung quanh hồ lại nơm nớp lo sợ vì nước hồ thường xuyên dâng ngập, ảnh hưởng hoa màu công trình nhà cửa. Người dân trong khu vực cho biết, trước khi có công trình hồ chứa nước Bù Tam, nơi đây là khu vực bằng phẳng. Nhà ở trên cao so với mặt ruộng, người dân tập trung trồng lúa, làm rẫy. Tháng 8 năm 2022, công trình đóng đập, mặt nước hồ dâng cao hơn nhà dân rất nhiều. Sau khi giải tỏa gần 1 hecta đất để thi công công trình, gia đình chị Nguyễn Thị Dụ còn lại hơn 2 sào, gồm đất ở và trồng cây lâu năm. Căn nhà 3 tầng lầu kiên cố của chị Dụ chỉ cách chân bờ đập khoảng 50 mét. Mạch nước ngầm xung quanh chân đập thường xuyên chảy ra trên mặt đất, gây ảnh hưởng đến căn nhà của chị Dụ. Mỗi lần chị rửa chén bát, tắm, giặt, mạch nước ngầm trào lên theo các đường ống, chảy ra dưới sàn nhà. Căn nhà luôn trong tình trạng ẩm ướt, nước từ hố ga, hầm cầu thường xuyên trào ngược lên, bốc mùi hôi thối. Trong nhà kho, nhà vệ sinh, nước ngầm thường xuyên chảy róc rách cả ngày lẫn đêm. Chị Vũ lo lắng về việc căn nhà có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nước là cũng không biết nguyên nhân từ đâu mà nó ngấm ra, là bây giờ là móng nhà thì nó cứ ục nước lên. Rồi các thiết bị trong nhà bây giờ là nước nó lên là không xài, không dùng được nữa. Nước tự hoại cũng không thông, không ấy được thì là nó ục ngược lên nhà, bốc mùi hôi thối. Gia đình bây giờ là thực sự là xáo trộn cuộc sống hàng ngày. Mà ở thì no sợ là nguy cơ nó sụt nhà rồi nó sập nhà lúc nào không biết. Thực sự là thời gian này là tôi là tinh thần là cũng hoảng loạn, đi làm cũng không yên. Thì cũng cứ mong là các cấp chính quyền có thẩm quyền thì làm sao là giải tỏa cho tôi, để đưa giải quyết cho tôi đi nơi ở mới cho là an toàn. Chị Dụ cho biết, trước đây khi chưa có công trình hồ chứa nước Bù Tam, mọi sinh hoạt của gia đình vẫn bình thường. Từ khi công trình đóng đập đến nay, mực nước trong hồ dâng cao bằng tầng 1 của căn nhà. Nước ngầm trào lên giữa sàn nhà ngày càng mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. Nhiều mảng tường trong nhà kho, nhà vệ sinh bong tróc, ẩm mốc. Vì vậy, chị Dụ phải di dời đồ đạc từ nhà kho ra bên ngoài. Sau nhiều lần gửi đơn kêu cứu, chủ đầu tư công trình vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm cho gia đình chị. Bên dự án là lấy có vào sát nhà. Thì tôi có yêu cầu là bây giờ nhà tôi ở thì sau này nó sẽ ảnh hưởng thì giải tỏa cho tôi. Nhưng mà bên ban dự án thì nói là cái nhà không nằm trong diện giải tỏa. Thì gia đình cũng nghĩ là làm nhà thì mình để ở chứ không phải mong để bồi thường. Gia đình là không thể yên tâm mà công tác nữa, mà không thể sinh sống được trong nhà nữa. Đấy, tới đây là mẹ con tôi là sợ là đấy, ông xã ở nhà trong nhà thôi. Mẹ con tôi là phải đi ở nhà rồi. Năm 2019, gia đình chị Hoàng Thị Niên giải tỏa 6,7 sào đất để thi công hồ chứa nước Bù Tam. Trong quá trình thực hiện bồi thường, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh cho biết khi đóng đập, mực nước dâng cao cách căn nhà 20 mét. Gia đình chị là một trong những hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thực tế cho thấy, mỗi khi trời mưa lớn, nước lòng hồ dâng đến móng nhà, gây ngập cục bộ tầng hầm nhà kho. Trong nhà kho xuất hiện những vết nứt trên mặt sàn. Ngoài ra, giếng cũng bị ô nhiễm do nước từ lòng hồ tràn vào làm ngập đến mặt đất, không thể dùng ăn uống. Cứ mưa to cục bộ là vào trong tầng hầm của nhà tôi. Hiện nay trong tầng hầm của nhà tôi đang đựng chứa đồ nhưng bây giờ hiện tại không đưa vào sử dụng được nữa. Bao nhiêu đồ ở trong là bị hư hỏng hết. Giếng nước các thứ xung quanh nhà tôi ô nhiễm. Nước ngấm từ trong kho dẫn tới cái... trong nền nhà ở hiện nay là cũng rất sợ cái nguy cơ là nay mai sẽ sập lở cái nhà của tôi. Từ đầu mùa năm nay là mới thấy hiện tượng nó xảy ra như vậy. Trước đây tôi cũng nghĩ rằng là nước không lên tới nhà của tôi thì tôi cũng đồng ý đồng lòng cho nhà nước thi công làm cái đập Bù Tam.
Những năm trước, gia đình ông Phạm Đức Dĩnh ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước nuôi một lứa cá. Từ khi đóng đập, mạch nước ngầm thường xuyên ngấm ra từ thân đập tạo thành dòng chảy, tràn vào ao khiến ông không còn nuôi cá được. Từ hồi đó là gia đình cũng thả cá để kiếm thêm cái nguồn thu nhập. Cứ một năm là thu được ngoài 3 tấn cá, thì mỗi một ký là nó vào làm cái cỡ khoảng 50 ngàn, vừa cá chấm, vừa cá trôi, vừa cá chép, thì bán giá 50. Thì nguồn thu nhập hàng năm là cũng được trên dưới 15, 20 triệu. Đấy, từ khi mà đến năm 2022 mà bị ảnh hưởng cái đập Bù Tam đắp đây mà đóng nước lại, thì cho nên là nó ảnh hưởng nước ngấm, nước ngập cây hồ, cho nên từ hồi đó là gia đình không chăn nuôi được nữa. Lúc mà mưa cục bộ thì đập xả tràn cũng không kịp, cho nên là dẫn đến có ngập cục bộ đến một số hộ dân, ảnh hưởng đến diện tích cây trồng cũng như là ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ví dụ như là bị ngập cục bộ, ngấm vào phòng kho của một số hộ gia đình. Thì đây là sự thật. Thì trên cơ sở đó thì địa chính quyền địa phương nắm bắt được ngập cục bộ này, thì đã báo cáo về huyện và các phòng ban chuyên môn, và trực tiếp là đồng chí chủ tịch ủy ban huyện đã xuống nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con, và đã có những khảo sát và có đã có báo cáo gửi về chủ đầu tư để có cái biện pháp đánh giá cái tác động nó như thế nào và sẽ trả lời cho bà con và hướng khắc phục trong thời gian tới. Ngay sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân, cuối năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan tư vấn thẩm định, nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công cùng tiến hành kiểm tra hiện trường. Việc nước thấm ra từ đập tạo thành dòng dẫn đến ngập diện tích đất canh tác. Trong thời gian tới, Ban sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xác định lại ranh giới đất thu hồi. Trường hợp xây dựng nhà trên đất đã thu hồi thì không được xem xét giải quyết. Về cái giải pháp thì Ban cũng sẽ xúc tiến cái việc là khảo sát kỹ, tính toán cái giải pháp để mà hỗ trợ gia đình, để mà khắc phục cái tình trạng như các hộ dân đã nêu. Thí dụ như chúng tôi sẽ là hỗ trợ xây cái tường mà chắn của cái sân đằng sau đó cao lên và tôn cái nền nó cao lên. Chứ còn bà con nói là sập thì theo tôi nhận định là không thể sập được. Đối với kiến nghị của chị Nguyễn Thị Dụ, trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đề xuất đào hai con mương vuông góc với căn nhà để hạ mực nước ngầm. Đồng thời, cần theo dõi, xác định nguyên nhân, phương án giải quyết mạch nước ngầm chảy róc rách trong căn nhà của chị Dụ. Theo quy định, hồ chứa nước Bù Tam là công trình thủy lợi cấp 3, phạm vi bảo vệ công trình là 50m tính từ chân đập trở ra. Theo cái quy định hiện hành thì trường hợp của bà Dụ là cách xa cái chân đập 52m, mà theo quy định thì chỉ có 50m thôi. Thì như vậy nhà của bà Dụ không thuộc cái đối tượng là phải di dời, không phải là đối tượng để phải thu hồi đất mà di dời nhà ở. Còn để mà khắc phục những việc mà như bà phản ánh thì như tôi đã nói phần trước là các cơ quan chức năng là đang tiến hành là khảo sát, xác định rõ nguyên nhân và sẽ có cái giải pháp cụ thể để khắc phục cái tình trạng này. Công trình hồ chứa nước Bù Tam có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng thực hiện từ năm 2017-2018 và chính thức khởi công năm 2019. Theo hồ sơ đã phê duyệt, thời gian thực hiện công trình từ năm 2017 đến năm 2021. Do một số nguyên nhân, công trình đã được điều chỉnh thời gian thực hiện đến cuối năm 2022. Hiện nay, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và đang trong quá trình làm thủ tục bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành. Sau khi tích nước, công trình góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao mạch nước ngầm, điều hòa khí hậu trong khu vực. Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho 264 hectare đất trồng lúa và nhiều cây trồng khác. Để công trình mang lại hiệu quả thiết thực, cơ quan chức năng cần xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân nhằm ổn định đời sống các hộ dân sống gần lòng hồ. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.